Sau hơn 2 năm thực hiện, các cấp ủy tổ chức đảng đã nghiêm túc tổ chức học tập quán triệt thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua đó, cán bộ đảng viên nhận thức đầy đủ hơn tầm quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và nhận diện rõ nét hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ để tự soi, tự sửa. Các nội dung của nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động với những cách làm sáng tạo, phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực, tiêu biểu như mô hình chi bộ 4 tốt, làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động, học Bác mỗi ngày, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đánh giá chất lượng phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và chỉ thị 05, được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh. Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đồng tình với đa số ý kiến đánh giá công tác kiểm tra của năm đoàn được tiến hành bài bản, nghiêm túc, chặt chẽ, có tác dụng tốt. 15 cấp ủy tổ chức đảng ở các cơ quan trung ương và các địa phương được lựa chọn kiểm tra đều là đại diện của các vùng miền, cơ quan địa phương. Các cấp ủy tổ chức đảng đã có các hoạt động thiết thực, đạt kết quả cụ thể, đồng đều hơn giữa các vùng, cơ quan, không còn trên nóng dưới lạnh, tạo chuyển biến cả về kinh tế và các mặt khác. Vì xây dựng đảng là xây dựng tổ chức và xây dựng con người, và có phương thức hoạt động tốt để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cái xấu xa là cái chỗ đó. Nhưng xây dựng đảng lại không phải là làm xây dựng đảng cháy, mà thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thông qua tất cả các hoạt động để mà xem con người, xem tổ chức, xem phương thức, lề lối làm việc thế nào, chủ trương đề ra có đúng không, tổ chức thực hiện có tốt không. Đấy là cái gì, là xây dựng đảng gì nữa. Mà xây dựng gắn với chỉnh đốn, xây đi đôi với chống. Đấy. Cái nội dung, nội hàm của công tác xây dựng đảng cũng hiểu đầy đủ hơn là thế. Rồi đặc biệt là đã quan tâm đến cái sự lo lắng về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá, việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo chuyển biến thực sự trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên. Chúng ta đã xử lý nghiêm những sai phạm, vi phạm và chú ý xử lý những trường hợp chống phá đảng, nhà nước, nhân dân. Thước đo là lòng dân không dung dưỡng tiêu cực hư hỏng, mà khuyến khích những người tốt, những việc tốt. Đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là không dừng, không nghỉ. Nhưng rõ ràng là cái mặt mà phổ biến các nghị quyết ấy, cũng còn phải tiếp tục cải tiến nữa. Còn hình thức lắm. Đi đến là cũng cho nó có mặt thế thôi. Thậm chí đến cũng ngủ gật thứ gì đấy, nghe các thứ gì đấy cũng chưa phải là đã say sưa lắm đâu, tâm huyết lắm đâu. Ngay từ cái khâu phổ biến các cái nghị quyết ấy, cái này cần phải rút kinh nghiệm. Như các đồng chí nói trong báo cáo, nói một số nơi là cũng nhận thức chưa thật sâu sắc, chưa hiểu thấu hết cái yêu cầu, nhiệm vụ, tính chất quan trọng của công tác xây dựng đảng. Cái hoạt động thì vẫn còn hình thức, cũng như các đồng chí nói, vẫn nhiều nơi có tính chất đối phó. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết, quy định, chỉ thị đã có, với tinh thần kiên quyết, kiên trì, xây đi đôi với chống, bồi dưỡng cái tốt, nhắc nhở kỷ luật nơi chưa làm tốt, đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của đảng thể hiện ở cương lĩnh, nghị quyết, luật pháp, chống hiện tượng co cụm, ngăn chặn thông tin xấu độc, chia rẽ nội bộ, nói xấu lẫn nhau. Dè chừng dần những cái tiêu cực chống chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chuẩn bị đại hội đến nơi rồi, lại vận động anh ủng hộ em, tìm mọi cách để cái nọ cái kia, phải cảnh báo cái này đi. Đấy là xây dựng đảng gì nữa, con người làm gì phải chạy. Mà tôi nói là chạy là không dùng. Cái gì nó đến, nó tự đến chứ, hữu xạ tự nhiên hương. Dân người ta bây giờ biết, tinh lắm. Nhưng tại sao lại phải thế? Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, ngay từ bây giờ phải bắt đầu bàn về nhân sự, phải hết sức cảnh giác, phải nhận thức sâu sắc đầy đủ hơn nữa ý nghĩa, vị trí quan trọng của công tác xây dựng con người, tổ chức, phương thức lề lối làm việc. Có như vậy, kinh tế xã hội mới phát triển.